Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Trung Quốc ngừng gom vàng, thị trường thế giới rớt giá thê thảm. Theo dữ liệu vừa công bố, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc PBOC đã không mua bất kỳ một lượng vàng nào trong tháng 5, chấm dứt đợt mua ổ ạt kéo dài 18 tháng liên tiếp trước đó, đẩy giá kim loại quý này lên mức cao kỷ lục. Báo VTC News thông tin. Đặc biệt, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 2.306 USD một ounce, giảm 70 USD một ounce so với đầu giờ sáng. Quả không sai nếu như nói rằng Trung Quốc ngừng gom vàng, thị trường thế giới rớt giá thê thảm. Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay, vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết ở mức 74,98 đến 76,98 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Mức giá này được giữ nguyên so với cùng thời điểm sáng qua. Tương tự, tập đoàn Doji cũng giữ nguyên mức giá so với hôm qua. Giá niêm yết hiện tại ở doanh nghiệp này là 74,98 đến 76,98 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Chênh lệch mức mua bán vẫn ở mức 2 triệu đồng một lượng. Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG, chi nhánh Hà Nội, giá niêm yết ở mức 75 đến 76,98 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Mức giá này đã được điều chỉnh tăng 20.000 đồng một lượng chiều mua và giữ nguyên giá chiều bán. Còn tại Bảo Tín Minh Châu, sau chuỗi ngày giảm mạnh, SJC tại doanh nghiệp này lại tăng giá và được niêm yết tại mức 75,50 đến 76,98 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 500.000 đồng một lượng ở chiều mua và giữ nguyên giá ở chiều bán so với hôm qua. Ở chiều ngược lại, với giá vàng miếng, nhẫn tròn trơn lại ghi nhận mức tăng nhẹ. Trong đó, Doji điều chỉnh tăng 100.000 đồng một lượng chiều mua, 300.000 đồng một lượng chiều bán, niêm yết tại mức 74,35 đến 75,8 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh tăng 190.000 đồng một lượng chiều mua và 140.000 đồng một lượng chiều bán. Giá niêm yết hiện tại ở mức 74,42 đến 75,62 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Theo dữ liệu vừa công bố, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc PBOC đã không mua bất kỳ một lượng vàng nào trong tháng 5, chấm dứt đợt mua ồ ạt kéo dài 18 tháng liên tiếp trước đó, đẩy giá kim loại quý này lên mức cao kỷ lục. Giá vàng giao ngày giảm 70 USD một ounce sau khi PBOC cho biết lượng vàng thỏi mà họ nắm giữ không thay đổi vào cuối tháng 5. Ngân hàng này bắt đầu tăng cường dự trữ vàng kể từ tháng 11 năm 2022, dẫn đến làn sóng mua vào của các ngân hàng trung ương trên thế giới trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng. Việc liên tục gom vàng của PBOC là một trong những nguyên nhân chính thúc đẩy kim loại quý này lên mức cao kỷ lục mọi thời đại. Điều này chứng tỏ giới đầu tư chịu tác động rất nhiều từ thông tin hoạt động mua vàng của Trung Quốc. Những quyết định mua bán vàng của PBOC được xem là yếu tố tác động lớn tới giá của mặt hàng kim loại quý. Trong tháng 4, giá vàng thế giới giao ngày đã lập kỷ lục 2.450 USD một ounce trong bối cảnh các ngân hàng trung ương gom mua mạnh mẽ. Cụ thể, tháng 4, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc mua thêm 60.000 ao vàng, tương đương khoảng 1,87 tấn, đưa tổng dự trữ lên 2.264 tấn. Trước đó, trong tháng 3, PBOC mua 160.000 ounce và vào tháng 2 là 390.000 ounce, 12,1 tấn. Trong năm 2023, PBOC là khách hàng mua vàng chính thức lớn nhất châu Á với 224,9 tấn. Khối lượng giao dịch vàng trên các sàn của Trung Quốc cũng tăng mạnh, cao nhất trong 5 năm. Mặc dù giảm, nhưng giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á tính tới cuối ngày 7 tháng 6 vẫn cao hơn đầu năm khoảng 272 USD, tương đương cao hơn 13,2%. Bên cạnh đó, giới chuyên gia dự báo nhu cầu vàng của Trung Quốc vẫn ở ngưỡng cao. Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào USD trong thương mại toàn cầu. Nước này đang nỗ lực giảm phụ thuộc vào đồng bạc xanh của Mỹ cũng như đa dạng hóa dự trữ ngoại hối. Năm qua, người dân Trung Quốc đẩy mạnh mua vàng và gặp khó khăn do cung khan hiếm. Giá vàng cũng ghi nhận chênh lệch cao hơn giá thế giới quy đổi. Vàng ước tính đang chiếm 5,6% dự trữ ngoại hối của Trung Quốc, tăng gấp 3 lần so với năm 2015 do PBOC đẩy mạnh bán trái phiếu Mỹ và đổi qua mua vàng. Ở Việt Nam, con số này khoảng 0,5 đến 0,7%. Theo Hội đồng Vàng Thế giới WGC, các nước đã thấy được tầm quan trọng của vàng trong việc ứng phó với khủng hoảng, khả năng lưu trữ giá trị và đa dạng hóa danh mục tài sản. Vàng là thành phần quan trọng trong khối dự trữ của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu nhờ tính an toàn, thanh khoản cao và có thể sinh lời. Theo thống kê từ WGC, lượng mua vàng trong quý đầu tiên của các tổ chức công trên thế giới đã ở mức kỷ lục và Trung Quốc là quốc gia mua vào hàng đầu. Nhưng gần đây đã có những dấu hiệu cho thấy nhu cầu của ngân hàng trung ương Trung Quốc giảm bớt. Vào tháng 4, PBOC chỉ mua 60.000 ounce vàng,
giảm so với 160.000 ounce vàng được mua trong tháng 3 và 390.000 ounce vàng của tháng 2. Trong tháng 4, nhập khẩu của nước này cũng ghi nhận tình trạng giảm mạnh tới 30% so với tháng trước. Các ngân hàng trung ương từ lâu vẫn được coi là nhà đầu tư vàng lớn nhất thế giới. Việc nhà đầu tư lớn như Trung Quốc ngừng mua vào có khả năng tác động tiêu cực tới giá vàng trong thời gian tới. Cùng với nhiều yếu tố khác như triển vọng lãi suất giảm trên toàn cầu, căng thẳng địa chính trị gia tăng, kim loại quý đã thiết lập mức kỷ lục 2.450 USD một ounce hồi cuối tháng 5. Như vậy, so với mức đỉnh, giá vàng giao ngay đã giảm 150 USD một ounce. Trong khi đó, giá vàng trong nước ngày 7 tháng 6 được Ngân hàng Nhà nước công bố bán ở mức 75,98 triệu đồng một lượng. Mức giá này giữ nguyên so với ngày 6 tháng 6. Công ty SJC và 4 ngân hàng cũng giữ nguyên giá vàng bán ra là 76,98 triệu đồng một lượng. Giá mua vào niêm yết tại công ty SJC ở mức 74,98 triệu đồng một lượng. Sau 4 phiên bán can thiệp, giá vàng miếng SJC đã giảm thêm 4 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới sẽ ra sao? Theo báo Vietnamnet, việc PBOC ngừng mua vàng trong tháng 5 ngay lập tức kéo giá vàng giảm sâu. Tuy nhiên, vàng vẫn được xem là loại tài sản tốt khi bất ổn địa chính trị chưa có dấu hiệu suy giảm. Lạm phát đang quay trở lại ở nhiều nước, các ngân hàng trung ương lớn đang đảo chiều chính sách tiền tệ và nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS vẫn tính giảm sự phụ thuộc vào đồng USD của Mỹ. Trên Kitco, các nhà phân tích tại Metal Focus cho rằng việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ đẩy giá vàng lên cao hơn trong nửa cuối năm nay. Một kỷ lục mới có thể được thiết lập. Giám đốc mảng kinh doanh vàng và bạc tại Metal Focus, Neil Meder, dự báo giá vàng sẽ đạt mức cao mới mọi thời đại. Theo Neil Meder, trên thực tế, mức đỉnh 2.450 USD gần đây thấp hơn so với mức đỉnh năm 1980. Nếu quy đổi theo giá ngày nay, giá vàng năm 1980 có thể ở mức 3.000 USD, tương đương khoảng 92,5 triệu đồng một lượng. Hôm 6 tháng 6, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB lần đầu tiên trong 5 năm cắt giảm lãi suất tiền gửi từ 4% xuống 3,75% một năm. Trước đó một ngày, Ngân hàng Trung ương Canada BOC cắt giảm lãi suất chính sách từ 5% xuống 4,75%. Tháng 3, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ cũng đã cắt giảm lãi suất. Có thể thấy một xu hướng đang ngày càng rõ nét. Đó là sự thay đổi chính sách tiền tệ của nhiều ngân hàng trung ương lớn. Nhiều khả năng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất, có thể vào tháng 9 tới. Hiện tại, lạm phát ở các nền kinh tế lớn như Mỹ và châu Âu vẫn cao so với mục tiêu 2%. Việc cắt giảm lãi suất có thể kéo lạm phát gia tăng trong khi đồng USD suy giảm. Đây là môi trường thuận lợi cho vàng tăng giá. Dù vậy, trước mắt thị trường vàng chịu áp lực rất lớn từ thông tin PBOC của Trung Quốc ngừng mua vàng. Giới đầu tư không biết Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hành động ra sao trong tháng 6 và các tháng tới. Hoạt động bán chốt lời, bán cắt lỗ có thể kéo giá vàng giảm sâu hơn nữa trong ngắn hạn. Ngoài ra, cũng chưa rõ Fed sẽ cắt giảm lãi suất khi nào. Từ nay tới thời điểm đó, đồng USD có thể vẫn treo cao. Mùa hè năm nay vẫn có thể là khoảng thời gian không mấy tích cực đối với mặt hàng kim loại quý. Tới mùa thu và mùa xuân, tình thế phụ thuộc vào sức khỏe nền kinh tế Mỹ, quan điểm chính sách tiền tệ của Fed và giờ đây thêm yếu tố Trung Quốc có còn mua vàng hay không. Cú phanh gấp của PBOC là một quyết định tạm dừng mua vàng hay chính sách mới của Bắc Kinh. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm mạnh kể từ đầu tháng 6 khi Ngân hàng Nhà nước tổ chức bán vàng cho người dân thông qua 4 ngân hàng thương mại và công ty SJC. Giá vàng miếng SJC do các ngân hàng bán ra đã giảm từ ngưỡng 81 triệu đồng một lượng giá bán về 76,98 triệu đồng một lượng tính tới ngày 7 tháng 6, thấp hơn nhiều so với đỉnh 92,5 triệu đồng một lượng ghi nhận hôm 10 tháng 5. Mức chênh với thế giới chỉ còn 4,7 triệu đồng một lượng. Những người đu đỉnh mua vào lúc giá cao nhất 92,5 triệu đồng đã chịu lỗ tới hơn 17 triệu đồng một lượng do giá mua vào của các tiệm vàng hiện chỉ còn 75 triệu đồng một lượng vàng miếng SJC. Giá vàng trong nước tạm thời ổn chưa biến động. Theo ghi nhận báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, ở thời điểm cập nhật vào 7 giờ sáng nay ngày 8 tháng 6, giá vàng miếng SJC tại thị trường trong nước giao dịch ở mức 74,98 đến 76,98 triệu đồng một lượng, không thay đổi so với đầu giờ sáng qua. Tuy nhiên, chênh lệch mua bán duy trì ở ngưỡng 2 triệu, cao hơn khá nhiều so với mức 1,2 triệu của một số phiên trước, cho thấy rủi ro với người mua vàng khá lớn. Với vàng miếng các thương hiệu khác, giá vàng miếng PNG giao dịch ở mức 73,5 đến 75,3 triệu đồng một lượng, cũng không thay đổi so với 24 giờ trước. Chênh lệch mua vào bán ra tuy nhiên cũng khá cao ở mức 1,8 triệu đồng một lượng.
Giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 74,42 đến 75,62 triệu đồng một lượng, chênh lệch mua vào bán ra ở mức 1,2 triệu đồng một lượng. Ở mức chốt phiên của giá vàng thế giới ngày 7 tháng 6, giá vàng thế giới quy đổi tương đương khoảng 71 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng gần 6 triệu đồng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!